Chiều ngày 31 tháng 10, Đoàn Công tác huyện ủy do đồng chí Hồ Xuân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng lãnh đạo các phòng ban trong huyện đã đến làm việc với xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách xã đến ngày 30 tháng 9 đạt hơn 9 tỷ đồng, đạt 108%. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân 880 triệu, đạt 23,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng trên người trên năm, đạt chỉ tiêu tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường xã 100%, tỷ lệ đường thôn bon được cứng hóa và bảo trì hàng năm 100% và đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện qua năm, tỷ lệ đường ngõ xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, đạt 89% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Tại buổi làm việc, các đồng chí đã được nêu ý kiến một số vấn đề xảy ra trên địa bàn xã đặt câu hỏi cho lãnh đạo các ban ngành về một số vấn đề tại địa phương, tìm ra phương án giải quyết như bố trí thêm biên chế cho một số vị trí đoàn thể xã, việc giải phóng bồi thường để thi công công trình đường vân đai hồ Tây, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nghĩa Hà tại địa phương không đảm bảo theo hợp đồng, gỡ khó cho một số trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tham mưu tổ chức các lực lượng bảo vệ vụ mùa thu hoạch cà phê sắp tới cũng tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân và đoàn làm việc đã đánh giá cao những thành tích cán bộ và nhân dân đã làm được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời ghi nhận những ý kiến của các cán bộ phụ trách, đôn đốc, chỉ đạo dứt điểm các tồn động chưa thực hiện được trên địa bàn xã Thuận An.